Bản tin TBST Express trên kênh Thời báo sự thật. Bất trầm kính chào quý vị. Nếu quý vị yêu mến và ủng hộ TBST xin hãy bấm nút thích và đăng ký vì nó có lợi cho thuật toán của YouTube để giúp kênh. Nếu quý vị đã đăng ký theo dõi, hãy kiểm tra lại xem mình có còn đăng ký hay không. Vì đã có những lý do khách quan mà TBST đã bị hủy đăng ký người dùng trong quá khứ. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chương trình ngày 24 tháng 3 bao gồm những nội dung chính như sau. Theo God EU, Vương quốc Anh lần đầu tiên trừng phạt các quan chức Trung Quốc sau 30 năm. Tình tiết thú vị về người phiên dịch phía Trung Quốc trong hội đàm Mỹ-Trung. Trung Quốc muốn cung cấp vaccine cho các vận động viên dự Olympic. Nhật Bản, Australia và Đài Loan lập tức từ chối. Và sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sau khi Liên minh châu Âu EU công bố các biện pháp trừng phạt chính thức đối với các quan chức và thực thể của Trung Quốc vi phạm nhân quyền vào ngày 22 tháng 3, Nước Anh sau đó cũng đưa ra một tuyên bố trừng phạt tương tự kể từ sau sự kiện thảm sát tại quảng trường Thiên Amôn năm 1989. Theo The Guardian của Anh bình luận rằng, cả Liên minh châu Âu và Anh đều áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương trên quy mô lớn. Điều này cho thấy họ đã vượt qua những khó khăn chính trị. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã công bố các biện pháp trừng phạt áp đặt lệnh đóng băng tài sản, lệnh cấm đi lại đối với bốn quan chức và chính phủ Trung Quốc và một thực thể ở Tân Cương. Đây là hành động đầu tiên của nước Anh trong khuôn khổ nhân quyền toàn cầu của chính nước này. Giống như EU, Anh từng trừng phạt các đối tượng là giám đốc sở cảnh sát khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, hai quan chức cấp cao của Trung Quốc gồm Vương Minh Sơn và Vương Quân Chính, cùng nguyên phó bí thư đảng ủy khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trù Hải Luân. Thực thể bị trừng phạt là Cục Cảnh sát thuộc binh đoàn sản xuất xây dựng Tân Cương. Ông Grab nói rằng, không thể nào xem nhẹ các bằng chứng về việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền trên diện rộng ở Tân Cương, trong đó bao gồm việc báo cáo về việc tiến hành giảm giữ, giám sát, tra tấn và cưỡng bức triệt sản người Tân Cương trên quy mô lớn. Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Anh viết rằng, các biện pháp trừng phạt này là một phần trong các hành động tập thể của Anh, Hoa Kỳ, Canada và EU Xu hướng quốc tế hiện nay là ngày càng có nhiều nước lên án hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Ví dụ đã có 39 nước ký vào một bản tuyên bố chung có liên quan tại Liên Hợp Quốc. Hiện tại, cả Anh và EU đều không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc tham gia đàn áp các cuộc biểu tình dành chủ ở Hồng Kông. Anh tuyên bố và tuần chức rằng Trung Quốc đã vi phạm tuyên bố chung Trung-Anh, nhưng cho đến nay nước này vẫn chưa áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Trung Quốc. Tuần trước, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 24 quan chức Trung Quốc xâm phạm nền dân chủ của Hồng Kông. Tình tiết thú vị về người phiên dịch phía Trung Quốc trong hội đàm Mỹ-Trung Cuộc họp cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ tại Alaska vào ngày 18 tháng 3 đã diễn ra đặc biệt căng thẳng. Hai bên đều cho thấy mùi thuốc súng đậm đặc trở thành tâm điểm của thế giới. Ngoài những vai trò được quan tâm thì vai phụ cũng trở thành một tâm điểm, đó là cô phiên dịch viên Trương Kinh của Trung Quốc ở giai đoạn tuyên bố mở đầu cuộc đối thoại Mỹ-Trung đầu tiên thời chính quyền Tổng thống Biden. Ngoại trưởng Mỹ Blinken chỉ lên án ngắn gọn Trung Quốc đã vi phạm các quy tắc, đe dọa sự ổn định toàn cầu. Ông dẫn minh chứng về những hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng và Đài Loan khiến Mỹ không thể nào làm ngơ. Cố vấn an ninh Mỹ Sullivan thì nói gọn rằng Mỹ không muốn xung đột với Trung Quốc, nhưng hoan nghênh tinh thần cạnh tranh quyết liệt. Ngày sau đó, ông chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì đã phản công quyết liệt, không chỉ yêu cầu nước Mỹ hãy quan tâm đến chính những vấn đề nhân quyền của nước Mỹ, mà còn chế nhạo Mỹ là nhà vô địch của các nhà tấn công mạng, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng tuyên truyền nền dân chủ của Mỹ với thế giới. Mỹ không đại biểu cho dư luận quốc tế. Dư luận phương Tây không được coi là dư luận quốc tế về mặt số lượng hay là xu hướng thế giới, mà còn chế nhạo Mỹ là nhà vô địch của các cuộc tấn công mạng. Ngay sau đó, ông chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì đã phản công quyết liệt, không chỉ yêu cầu mỹ hãy quan tâm trước đến các vấn đề nhân quyền của chính nước mỹ mà còn chế nhạo mỹ là nhà vô địch của các cuộc tấn công mạng đồng thời yêu cầu mỹ ngừng tuyên truyền nền dân chủ của mỹ với thế giới mỹ không đại biểu cho dư luận quốc tế dư luận phương tây không được coi là dư luận quốc tế về mặt số lượng hay là xu hướng thế giới hãy nghĩ xem trong lòng mình có chắc hay không bởi vì các vị không đại biểu cho dư luận quốc tế các vị chỉ có thể đại biểu cho chính phủ mỹ Thậm chí thì ngay sau khi phát biểu xong, ông Dương Khích Trì trực tiếp quay sang gợi ý cho Ủy viên Quốc vụ, kim Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị tiếp tục nói thêm vài câu. Trong thời khắc đó thì cô phiên dịch Trương Kinh vội vàng nói, Chờ đã, phiên dịch trước. Ông Dương Khích Trì quay đầu qua hỏi người phiên dịch, còn cần phiên dịch hay không? Người phiên dịch cười gượng gạo, không biết nên trả lời thế nào cho ổn, chỉ đành cúi đầu. Ông Dương Khích Trì tiếp tục nói, hãy dịch đi. Người phiên dịch gắn định thần rồi bắt đầu nhưng ông Dương Khích Trì lại che nói trước. Đây là một bài kiểm tra cho phiên dịch viên. Lúc này Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng nói trên vào. Ông Dương Khích Trì đáp, đúng như vậy. Màn trao đổi xoay quanh cô phiên dịch viên đã làm cho làm giấy lên dư luận trong cộng đồng mạng người Hoa. Không lâu sau đó, cụm từ người phiên dịch trực tiếp của cuộc đối thoại chiến lược cấp cao Mỹ-Trung là cô ấy, nhanh chóng trở thành cụm từ được tìm kiếm nóng trên mạng Internet, từng có lúc đến vị trí thứ hai. Thông tin công khai cho thấy cô Trương Kinh là một phiên dịch viên cấp cao của ban phiên dịch Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ tháng 11 năm 2013, khi cô xuất hiện trong buổi họp báo tại kỳ họp đầu tiên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 12, thu hút sự chú ý của giới truyền thông vì có vẻ ngoài giống nữ minh tinh Triệu Vy. Trương Kinh là người gốc Hàng Châu, cô tốt nghiệp trường ngoại ngữ Hàng Châu 2003, sau đó được cử đi học chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao Trung Quốc. Năm 2007, được chọn làm dịch viết tại phòng biên dịch tiếng Anh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Theo thông tin trên mạng, chồng cô cũng đang làm việc trong ngành ngoại giao. Những thông tin dẫn lời các bạn học của trường kinh trước đây, thời trung học cho biết, thành tích học của cô luôn nằm trong top 5 của lớp. Riêng về tiếng Anh, cô luôn đứng nhất hoặc là nhì trong các cuộc thi hùng biện tiếng Anh của trường. Một giáo viên chủ nhiệm của cô khi cô học trường trung học ở Hàng Châu cho biết, cô đã đạt được những thành tích xuất sắc trong 3 năm trung học, hoàn toàn có khả năng vào các trường đại học tổng hợp như là Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, nhưng cô chọn tiếp tục theo đuổi ước mơ vào Học viện Ngoại giao. Trung Quốc muốn cung cấp vaccine cho các vận động viên dự Olympic. Nhật Bản, Australia và Đài Loan lập tức từ chối. Ngoại trưởng Vương Nghị gần đây đã thông báo chính phủ Trung Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho các vận động viên tham gia Thế vận hội vào năm tới. Thật là bất ngờ, Nhật Bản và Australia đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị này. Ủy ban Olympic Australia nhấn mạnh rằng họ sẽ không xem xét vắc vaccine của Trung Quốc. Theo thông tin được công bố trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ông Vương Nghị đã đề cập trong bài phát biểu tại cuộc họp báo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ tư vào ngày 7 tháng 3. Và năm 2022, Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản và Bắc Kinh, Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ủy ban Olympic Quốc tế để cung cấp vaccine COVID-19 do Trung Quốc phát triển cho các vận động viên từ các quốc gia đến tham gia Thế vận hội. Bốn ngày sau bài phát biểu của ông Vương Nghị, vào ngày 11 tháng 3, OIC đã công khai đề xuất cung cấp vaccine Trung Quốc cho các vận động viên từ các quốc gia đến tham gia Thế vận hội Tokyo. Và ngày 12 tháng 3, thì Bộ trưởng Thế vận hội Olympic Tokyo và Paralympic Tokyo, bà Makurawa Chodai, công khai trả lời, phía Nhật Bản hoàn toàn không biết về đề xuất trên của IOC và không tham gia vào cuộc thảo luận. Bà Marukawa Chodai là một lần nữa nhắc lại rằng, nguyên tắc đăng cai Thế vận hội Tokyo không yêu cầu tìm chủng vaccine làm điều kiện tiền quyết, để tham gia và nguyên tắc này vẫn không thay đổi. Vào ngày 13 tháng 3, Ủy ban Olympic Australia cũng đã phản hồi về các tuyên bố của IOC về việc cung cấp vaccine Trung Quốc cho các vận động viên. Giám đốc điều hành Matt Carroll của AOC đã thẳng thần tuyên bố, vaccine sản xuất tại Trung Quốc hoàn toàn nằm ngoài vi phạm thảo luận. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng AOC sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Australia và chính quyền các tiểu bang để chuẩn bị cho vận động viên Australia phòng chống dịch. Hoàn toàn đảm bảo việc tiêm chủng cho từng vận động viên được khai thành trước khi khai mạc Thế vận hội Olympic. Cùng ngày, thì Trương Si Trung, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Đài Loan cho biết, Chính phủ Đài Loan đã liệt các vận động viên Olympic vào diện ưu tiên tiêm chủng đợt 1. Vì vậy, họ sẽ được tiêm phòng ở Đài Loan trước khi sang Nhật Bản tham gia Thế vận hội. Khi được hỏi liệu các vận động viên Đài Loan có cân nhắc tiêm vaccine của Trung Quốc hay không, Trương Si Trung đã nói với giới truyền thông nếu có thêm bằng chứng khoa học chứng minh tính an toàn và hiệu quả của vaccine Trung Quốc, Đài Loan sẽ xem xét cân nhắc. Các nhà quan sát lại cho rằng câu trả lời của Trần Si Trung thể hiện hàm ý là hiện tại, Đài Loan chưa thể nào khẳng định được tính an toàn cũng như là hiệu quả của vaccine Trung Quốc, nên sẽ không sử dụng vaccine này. Theo tờ Sydney Morning Herald của Australia, IOC đã đồng ý mua thêm vaccine cho các quốc gia nào sẵn sàng tiêm vaccine Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật Bản, nước chủ nhà của Thế vận hội đã bác bỏ đề xuất này với lý do vaccine Sinopharm của Trung Quốc chưa được phê duyệt để sử dụng ở Nhật Bản. Bài báo của sMS đặc biệt chỉ ra, vaccine của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc vẫn chưa công bố bất kỳ dữ liệu và phân tích nào về thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Các quốc gia bên ngoài biết rất ít về tính an toàn, hiệu quả cũng như là tác dụng tiềm ẩn của các loại vaccine này. IOC tin rằng, Ý định của IOC cung cấp vaccine Trung Quốc cho các vận động viên từ các quốc gia khác nhau chẳng khác nào là đánh bạc. Độ an toàn của các vaccine chủng ngừa COVID-19 do Trung Quốc phát triển vẫn đang khiến thế giới hoài nghi do thiếu tính minh bạch. Thậm chí loại vaccine do công ty dược phẩm nhà nước Trung Quốc Sinovac phát triển hiệu quả chỉ đạt 50,4%, đủ để vượt qua ngưỡng phê duyệt 50%. Theo quy định Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hiệu quả 78% mà nhà sản xuất vaccine của Trung Quốc tuyên bố ban đầu. Tính đến nay, thì có 5 loại vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc phát triển đã được nước này cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine thứ năm mới được cấp phép là vaccine do công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm sinh học Trifei Longcom, Viện Khoa học Trung Quốc đồng phát triển. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tin tức trên kênh Thời báo Sự thật. Một lần nữa Bích Trâm xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.